Có vấn đề mà chẳng hạn đất đó là bên vợ em mua mua cũng như là tặng không như là cho vợ bên vợ em á, mà vợ đứng tên, mà giờ muốn cho em đứng tên trong cái sổ đó, cái sổ đất, sổ đỏ sổ đất cái nhà Nhà đó đó, nhà thì vợ vợ của anh cho có ảnh hưởng gì tới mình nói vợ không ta? xin lỗi Dương, cho Dương hỏi thêm đã. Gia đình vợ của anh đã cho vợ anh đứng tên cái mảnh đất đàn Mình này, đó, đó và đó vào đúng rồi, lúc tặng mà anh cái anh chủ đó. chị và vào lúc mà anh chị đã cưới nhau chưa? À, nói chung thì cưới ra khoảng cũng cỡ gần năm Thì bắt đầu mới cho là tên cho đúng không ạ? cho, nhưng mà được sang tên á, đứng tên là vợ em đứng, nhưng mà Đúng. em không Rồi, có hiểu đứng rồi. tên chồng. Rồi, hiểu rồi. Nghĩa là cái thời gian mà chị đứng tên đất, nghĩa là anh chị đã kết hôn trước đấy rồi, phải không ạ? À, đúng rồi. Như vậy có nghĩa là tài sản mặc dù đứng tên chị vợ anh nhưng mà bây giờ nó vẫn là tài sản của cả hai vợ chồng. Có nghĩa rằng là hai vợ chồng dù anh không có tên ở trên quyển sổ đấy nhưng anh và chị vẫn có quyền ngang nhau, nghĩa là quyền cái đất đai đấy thuộc về sở hữu của hai vợ chồng. Nghĩa là Nghĩa là muốn anh không cần phải cùng đứng tên trên đó, nhưng nghiễm nhiên mỗi khi bán thì chị vẫn phải xin đủ chữ ký của anh thì chị mới bán được. Nghĩa rằng là anh có hoàn toàn có quyền ở trong mảnh đất đấy. dạ, tại em thấy sổ hồng sổ đỏ sổ hồng nhà em á thì có tên ba mẹ em đứng tên, nên là muốn bán gì là phải có hai chữ ký của hai người đó mới được, Không em cần, bây sợ giờ là đứng đứng tên một người cũng cần phải người hôn phối của mình cũng phải ký vào, luật là như vậy anh ạ. Mặc dù đứng tên trên sổ đỏ là một người em nhưng hiểu mà rồi, tài hiểu rồi. sản đó có trong lúc mà hai người đang cưới nhau thì nghiễm nhiên nó là tài sản chung. Ngay cả ví dụ như gia đình cho riêng thì như thế nào ạ? Cho riêng thì nếu mà đã sang tên sổ đỏ mà không có ghi chú bất kỳ một cái khế ước nào thì tất cả nó vẫn là tài sản chung. Nếu như muốn cho riêng mình thì hãy cho trước ngày cưới đi, hiểu không? Ví dụ như Phương Thanh, Kim Thanh mà được ba mẹ cho trước khi lấy chồng thì nói là ba mẹ cho con trước ngày cưới đi, sẽ cái sổ đỏ đó ra tên mình trước ngày cưới rồi thì sau đó mới cưới chồng, thì là tài sản nó có trước hôn nhân, có nghĩa là của riêng mình. Còn ví dụ mà cho riêng mà đã trong lập gia đình thì vẫn đương nhiên là của cả hai. Đúng. Còn nếu mà muốn của riêng luôn thì phải trong cái phần giấy tờ nó phải có một cái câu ghi chú hay là như thế nào? Thường là trong cái sổ đỏ thì nó không có ghi chú về việc đó đâu, mà việc đó có thể là có một cái khế ước nào đó là ở bên ngoài, thì thật sự là cụ thể thì các bạn phải tìm một luật sư thật sự là chuyên về vấn đề này, chứ mình thì có thể giải thích mà nhỡ nó không đúng 100% thì đâm ra là khó. Nhưng mà cái này cũng là một Sao thông thấy mặt tin chị Thanh mà. sáng lên vậy? Điều mà mình vừa nói là rất rõ ràng, đó là muốn làm tài sản riêng thì phải cho trước hôn nhân. Còn nếu mà đã cho lúc hai vợ chồng đang cưới nhau rồi, nghĩa là tài sản của chung hai vợ chồng, mặc dù là chỉ một người đứng tên. Rồi, cái này là Kim Thanh nghĩ là các thính giả cần phải lưu ý rất Cần lưu kỹ. ý rất kỹ, sau này mất nhà như chơi. Rồi, dạ anh. Cảm ơn À, anh Dương, cảm ơn chương trình rất dạ. nhiều, để em yên tâm, tại em Anh thấy yên tâm đi, có không cần phải nhiều. sang tên anh, vẫn là tài sản chung, không nhất thiết phải đòi đứng tên vào đấy đâu mà vợ lại buồn anh nhé. Thấy anh vui lại rồi Dạ kìa. dạ dạ Rồi.